Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Các bạn thân mến, mỗi ngày báo Trung Quốc đều có những bài viết về Việt Nam chúng ta. Vừa qua thì trên trang mạng Baidu của Trung Quốc đã cho đăng tải bài viết về tình hình các nước xung quanh khu vực, trong đó có Việt Nam. Báo Trung Quốc đã đặc biệt nhấn mạnh đến thái độ của Indonesia khi cho rằng nước này đã nối gót Việt Nam, ngả vào vòng tay Hoa Kỳ. Báo Trung Quốc đánh giá hành vi này là quá nguy hiểm. Washington đã có thêm đồng minh đắc lực. Báo Trung Quốc viết như sau. Sau khi thoát khỏi dịch SARS-CoV-2, nhiều quốc gia đang dần thoát khỏi vũng lầy này để tìm kiếm sự phát triển tốt hơn cho quốc gia của mình. Quốc gia này là Indonesia ở Đông Nam Á, là quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới và là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, có thành tích vượt trội trong lĩnh vực công nghệ hàng không vũ trụ, là một quốc gia điển hình cần dựa vào tài nguyên biển để tồn tại, để tìm kiếm vị thế riêng và tiếng nói quốc tế cao hơn. Indonesia cũng đã bắt đầu đi theo con đường cũ của Việt Nam và tỏ ra ưu ái Hoa Kỳ. Đối với Hoa Kỳ, việc Indonesia đầu hàng có thể mang lại nhiều đảm bảo hơn cho việc thực hiện chiến lược châu Á-Thái Bình Dương của nước này. Do đó, hai bên vui vẻ đạt được ý định hợp tác. Tham vọng của Indonesia đã dần được phơi bày. Có nguồn tin cho rằng Indonesia đã công khai kế hoạch đưa tàu chiến vào sử dụng, với hy vọng hình thành một lực lượng tác chiến hiện đại. Thông qua động thái này, ý tưởng của Indonesia có vẻ đơn giản, nhưng nếu Indonesia cuối cùng đạt được một loạt các đột phá, có thể cuối cùng gây ra những phản ứng dây chuyền ở các nước Đông Nam Á và gây căng thẳng ở một số khu vực. Nhiều người có thể nghĩ rằng nếu Indonesia muốn trở nên mạnh mẽ thì không cần phải dựa vào Hoa Kỳ. Indonesia chỉ là mơ mộng Hoa Kỳ luôn tập trung vào lợi ích của chính mình. Một khi lợi ích của Indonesia xung đột với Hoa Kỳ có thể từ bỏ đồng minh bất cứ lúc nào và Indonesia có thể lúng túng vào thời điểm đó. Và dù thời điểm nào thì việc dựa vào sự phát triển của một nước giàu mạnh không phải là giải pháp lâu dài, chỉ khi sức mạnh của chính mình thực sự được tăng cường mới là cách làm hiệu quả và khả thi nhất. Trước đó, báo Trung Quốc cũng đã cho đăng tải một bài viết với chủ đề Không phải Việt Nam, quốc gia láng giềng với 280.000 binh lính tinh nhuệ đã phơi bày tham vọng và công khai ủng hộ Ấn Độ. Sau khi bài viết này đăng tải, nó đã thu hút đông đảo cư dân mạng Trung Quốc tham gia bình luận. Báo Trung Quốc đã viết, ngay cả khi nền công nghiệp quân sự trong nước yếu kém và chỉ có thể dựa vào nhập khẩu để đáp ứng nguồn cung vũ khí trang bị, Ấn Độ vẫn luôn tự tin khẳng định chính mình là có đủ điều kiện để trở thành cường quốc thế giới và để hiện thực giấc mơ trở thành hiện thực. Từ năm 2020, Ấn Độ đã tùy ý đóng quân ở biên giới. Ngoài ra, sau khi trở thành đồng minh mới của Hoa Kỳ và được sự ủng hộ của 5 quốc gia thường trực, thì nước này đã thường xuyên phát động các hoạt động quân sự. Nhưng điều khiến cho Ấn Độ thất vọng là họ đã không cải thiện được vị thế quốc tế của mình, mà ngược lại họ đã gây ra rất nhiều kẻ thù trong quá trình này. Không thể phủ nhận rằng, những nỗ lực to lớn của Ấn Độ dù đã mang lại nhiều người bạn cho họ, một trong số đó là Việt Nam, một quốc gia hiếu chiến. Lý do khiến nước này giữ mối quan hệ chặt chẽ với Ấn Độ là hy vọng sẽ tăng cường sức mạnh quân sự trên biển thông qua hợp tác mua bán vũ khí để chiếm một vị trí trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Có thông tin trước đó cho rằng Việt Nam đã nói với Ấn Độ họ muốn mua tên lửa siêu thanh BrahMos mà nước này gọi là sát thủ hàng không mẫu hạng. Bạn biết đấy, mặc dù Việt Nam thường chào đón cả hai bên nhưng không có mối đe dọa nào. Trên thực tế thì sức mạnh quân sự đất nước này không hề yếu chút nào. Quy mô của quân đội Việt Nam đã vượt xa 500.000 người. Ngoài ra, Nga khi chưa nhận được bộ mặt thật của Việt Nam thì họ cũng đã mua một số lượng lớn máy bay chiến đấu Su-27 do Nga sản xuất, thậm chí mua một số lượng lớn vũ khí tối tân từ Hoa Kỳ.
Có vẻ như một khi Việt Nam và Ấn Độ đã đạt được hợp tác, hai quốc gia đầy tham vọng nhất định sẽ gây tiếng vang lớn và khi đó khu vực châu Á có khả năng rơi vào tình thế nguy hiểm. Ngoài Việt Nam, Ấn Độ còn muốn nhận được sự ủng hộ công khai của một số quốc gia có tham vọng đến mức muốn ngang hàng với Hoa Kỳ, đó là Nhật Bản, quốc gia có 280.000 quân tinh nhuệ sát cạnh bên với chúng ta, tức Trung Quốc. Các chuyên gia đã hơn một lần đưa ra những cảnh báo nghiêm khắc về mức độ nguy hiểm của Nhật Bản. So với tham vọng hóa sói của Việt Nam, Nhật Bản thậm chí còn mạnh hơn. Rốt cuộc, sự phát triển quân sự của đất nước hiện đang diễn biến mạnh mẽ hoặc có thể trở thành đối thủ lớn nhất của Mỹ trong tương lai. Bạn biết đấy, trước đó Nhật Bản đã viện trợ 6 tàu chiến cho Việt Nam, thậm chí hai bên còn tiến hành các cuộc tập trận chung. Lý do không gì khác hơn là liên kết vì lợi ích. Nhật Bản cũng có thể mở rộng ảnh hưởng trong quan hệ hợp tác với Ấn Độ và Ấn Độ có thể thu được một số lượng lớn thiết bị tiên tiến từ nước này. Để nâng cao sức mạnh quân sự, nếu hai nước gia tăng hợp tác, điều đó không chỉ là mối đe dọa quan trọng đối với tình hình khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mà còn gây ra rắc rối lớn cho Hoa Kỳ. Có thể thấy trước rằng Hoa Kỳ chắc chắn sẽ phong tỏa họ trong tương lai gần đây. Tóm lại, giữa các quốc gia không có bạn bè hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh cửu. Tôi hy vọng rằng Ấn Độ có thể sớm nhận thức ra thực tế và phát triển tầm thường, nếu không nước này có thể trở thành bia đỡ đạn cho các cường quốc. Các bạn thân mến, có thể thấy rằng báo chí Trung Quốc đang điên cuồng ca khịa mọi quốc gia láng giềng với nước này trong khu vực. Tất nhiên, Việt Nam chúng ta không nằm ngoài cái kết đó. Từ Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam, báo Trung Quốc đều quy chụp là những quốc gia gây bất ổn ở khu vực. Thêm vào đó, Hoa Kỳ tiến hành cổ suý bơm đều thế này, thế khác. Những bài viết như thế này đã thu hút đông đảo cư dân mạng Trung Quốc tham gia bình luận. Người có nickname Tusen đã viết: "Nước nào chẳng muốn trở thành cường quốc, cho nên thế giới bây giờ là thế giới toàn những nước hùng mạnh, nhưng không ai dám hành động hấp tấp. Nước yếu hơn sẽ biến thành chiến trường." Người đọc có nickname Bố Già đã viết: "Điều kiện bên ngoài của Ấn Độ là có nhiều bạn bè và bên trong nước này có nhiều người trẻ. Tiềm năng phát triển của nước này là khôn lường. Vượt qua Hoa Kỳ là vấn đề thời gian." Nickname 8291 đã viết: "Việt Nam mạnh nhưng không có vũ khí hay công nghiệp quân sự quy mô lớn. Nhật Bản có khả năng sản xuất công nghiệp quân sự hoàn hảo và tiên tiến." Còn nickname Tiểu Bang cũng cùng ý kiến: "Ngay cả tiêu đề bài đăng này cũng không có giá trị, chứ đừng nói đến nội dung." Người đăng có nickname Lee Ju Hao thì đã viết rằng: "Ở góc độ quân sự hiện đại, chúng ta có thể đánh thắng Việt Nam và Nhật Bản." Còn người đọc có nickname Thỏ Kiwi đã viết: "Theo biên tập viên này, việc hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam sẽ gây ra những rắc rối lớn cho Hoa Kỳ." Video của kênh xin được dừng lại ở đây. Bạn có cảm nhận thế nào? Hãy nêu bên dưới phần bình luận nhé! Nếu bạn yêu thích video, hãy ấn nút thích, chia sẻ với mọi người xung quanh và đăng ký kênh Tin Mới để cập nhật những thông tin hữu ích mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại! Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!